Xin chào các bạn. Tối 16 tháng 4 năm 2022 vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Miss Universe Việt Nam công bố top 71 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi năm 2022. Thí sinh thứ 71 được công bố vào phút cuối là Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ một cuộc thi nhan sắc Việt. Đỗ Nhật Hà là ai? Đỗ Nhật Hà tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân, sinh ngày 29 tháng 12 năm 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng theo học Đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Hà công khai giới tính từ năm 18 tuổi và bị gia đình phản đối. Năm 20 tuổi, cô bắt đầu phẫu thuật chuyển giới và chỉ duy nhất chị gái ủng hộ quyết định này, còn bố mẹ phản đối rất gay gắt. Nhật Hà gây ấn tượng bởi sự xinh đẹp và chiều cao nổi bật 1m75, số đo 3 vòng 86, 63 và 94. Những giải thưởng sắc đẹp lớn từng đạt được. Đỗ Nhật Hà là một người mẫu và người dẫn chương trình Việt Nam. Cô đã tham gia chương trình trình diễn thời trang tại nhiều show diễn như Phoenix Resort Fashion Show, Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2017, Fashionology Festival năm 2017. Năm 2015, Nhật Hà đăng ký dự thi Miss Beauty 2015 nhưng không giành được giải cao, chỉ lọt top 15 chung cuộc. Vào năm 2018, Đỗ Nhật Hà đăng ký dự thi Chinh phục Hoàn mỹ 2018, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, được tổ chức dưới dạng chương trình truyền hình thực tế và đăng quang ngôi vị cao nhất vào tối ngày 1 tháng 11 năm 2019. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019 và lọt top 6 chung cuộc, cùng giải phụ Most Popular Introductory Video tại đêm chung kết diễn ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2019. Vào năm 2022, Nhật Hà là thí sinh chuyển giới duy nhất ghi tên mình vào top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Kết quả này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Đỗ Nhật Hà có thể tiến xa đến đâu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022? Theo quy chế cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, chấp nhận thí sinh qua phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới, nhưng với điều kiện thí sinh phải có chứng minh nhân dân, căn cước công dân với giới tính nữ và Đỗ Nhật Hà không có đủ giấy tờ theo quy định. Chính vì vậy, dù có phần thể hiện tốt, được khán giả ủng hộ, nhưng Đỗ Nhật Hà không giành được cơ hội đi tiếp. Theo ban tổ chức cuộc thi, Đỗ Nhật Hà là thí sinh danh dự. Cô không tranh suất các giải thưởng chính thức của cuộc thi, nên không ảnh hưởng đến quy chế của cuộc thi. Nếu vượt qua được vòng thử thách truyền hình thực tế, Nhật Hà sẽ ghi tên vào top 41. Đồng thời khán giả có thể bình chọn thí sinh yêu thích nhất và giúp Nhật Hà vào top 16 chung cuộc. Đây cũng là thành tích người đẹp chuyển giới có thể tiến xa nhất ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Chia sẻ với báo giới, Đỗ Nhật Hà cho biết cô thật sự xúc động. Tấm vé vàng giống như một phép màu và mở ra cơ hội để cô đại diện và nói lên tiếng nói cho cộng đồng tại cuộc thi. Việc người đẹp chuyển giới Angela Pohl của Tây Ban Nha xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 đã truyền cảm hứng tích cực và là động lực giúp cô quyết định tham gia cuộc thi năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe kênh Góc 8 Văn hóa để nhận những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.